con xin phép mẹ con lên phòng ạ. Con xin phép mẹ. Ba chị. Sao vợ chồng công bằng không chồng? Em chưa ngủ à? Dạ. Thôi con lên phòng nghỉ đi. Vâng ạ. Con xin phép bên trước ạ. Ừ. Con xin phép ạ. Ừ. Thế nào? Xong cả rồi. Vui vẻ hết. Thế ạ? Đấy là các con trai của ông thôi. Còn á, các nàng dâu của ông thì chưa đâu. Tắm ở nhá. Em ơi thích quá. Chỉ có thế này thôi á? Sao lại có 50 triệu ạ? Bố mẹ đưa chiếc cần này ạ? Không, tất cả đấy. Chỉ có 50 triệu thôi á? Bố mẹ chia như thế nào? Em chưa hiểu lắm. Mấy nhà khác thì như thế nào ạ? Có điều nhau không? Mỗi nhà đều được chia 50 triệu. Thế nếu mỗi nhà được chia 50 triệu thế hóa ra bố mẹ tự chia cho mình là 1 tỷ 850 à? Lấy đâu ra 2 tỷ? Chỉ còn có 230 triệu thôi. Hả? Cái gì? Thế tiền đi đâu mất ạ? Ở quê lại mới gọi lên cho bố. Cái khoản 2 tỷ là tiền lập của mỗi nhà. Thế nhưng mà sau đấy vẫn còn nhiều khoản phải lo nữa. Vì bây giờ giải tỏa lấy hết phần đất ở khu nhà thờ tổ rồi. Bây giờ lại phải làm lễ để chuyển nhà thờ tổ. Sau còn xây nhà thờ mới nữa. Nên mỗi nhà cũng phải đóng góp vào đấy một khoản. Khoản đâu? Tập thì 7 thì 8 luôn. Thấy bảo là giá vật liệu xây dựng bây giờ cũng tăng. Với cả nhà thờ tổ cả họ cơ mà. Các bác dưới quê cũng muốn hoành tráng một tí. Tiền còn chưa đến tay đã bay mất hết rồi. Mà có phải tiền của mình đâu. Em tiếc mà làm gì? Tối nay làm sao tôi có thể ngủ được? Quê Hương cho mỗi nhà 2 tỷ, xong rồi lấy lại 1 tỷ 8. Đùa chứ Quê Hương khó hiểu thật sự. Bữa hôm trước mới nói là Quê Hương là nơi đẻ ra bố mình đẻ ra chồng mình, đóng góp có một tí thế thì bỏ bèn thì hôm nay đã ra mặt rồi. Cái đấy là hôm trước, còn hôm nay thì khác rồi. Cậu không nhìn thấy những thăng trầm mà Quê Hương cho ta cứ lên cứ xuống như thế này này, có khác nào Quê Hương đang cho ta một bài thử thách nhân cách không? Cho tớ xin hai bàn tay. Năm mươi triệu. Trở về cũng hay. Em thấy á, miễn là cái nhà bằng nhau thì ok rồi. Chứ nhiều khi có 2 tỷ thật, không khéo chị em lại mất tình đoàn kết.